Thưa quý vị, bão số 3 đi qua đã để lại thiệt hại nặng nề, nghiêm trọng về người và tài sản tại nhiều tỉnh thành phía Bắc. Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương vẫn chưa có điện trở lại, liên lạc chưa thông suốt nên chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại. Nhằm giúp người dân có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống trở lại, các bộ, ban ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân đã cùng nhau thực hiện đồng loạt nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau bão. Chùa Trúc Lâm, nơi huyện đảo Cô Tô. Chùa Trình Yên Tử, văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Và còn rất nhiều ngôi chùa trên vùng đất mỏ cũng đang có chung tình cảnh đổ nát, hoang tàn, thiệt hại về cơ sở vật chất là không thể đong đếm. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là cả địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tất cả các huyện thị địa bàn trên tỉnh đều đang phải gồng mình lên để tập trung khắc phục hậu quả, và chúng ta cũng không thể nào mà kêu gọi được các cái lực lượng như bộ đội hay chính quyền có thể giúp đỡ chúng ta ngay lúc này được, bởi vì tất cả các lực lượng đó cũng đang phải làm các nhiệm vụ của mình. Cho nên là nay tăng ni Phật tử thì cũng đang cố gắng là bằng cái lực lượng, cái sức lực của mình để tập trung khắc phục hậu quả sau cơn bão. Chốn thờ tự, nơi tôn nghiêm bỗng trở nên như vậy, khiến nhiều Phật tử, người dân ai nấy cũng xót xa. Vì vậy, ngay khi ổn định tạm công việc gia đình, nhiều bà con đã chung tay cùng chư tăng ni chấp tác, mong phần nào giúp chốn Già Lam sớm hoạt động trở lại. Khối lượng công việc trong chùa bây giờ là cũng khá là nhiều, cây cối đổ rất là nhiều chứ không phải là ít. Thì từ ngoài vào trong đây là rất nhiều cây, thì hiện tại cây và 5-6 ngày cũng không chưa dọn hết được ạ. Thì em cũng đang quét giúp đỡ được nhà chùa phần nào thôi. Còn lại thì hầu như là cũng có rất là nhiều Phật tử khác cũng đến đây để quét chùa đấy ạ. Rồi là dọn những cái cây cối mà đã bị đổ gãy. Chị được sang chùa Trình để tránh cơn bão số 3 vừa rồi. Thế thì công việc là rất là an toàn. Thế hôm nay thì chị cũng sang chùa để giúp đỡ quét cổng rồi lá cây, lá diếc rồi dọn dẹp một chút để chút long thành. Các tự viện tại thành phố Hải Phòng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão Yagi. Như tại chùa Kim Quang, huyện An Dương, nhiều công trình bị hư hỏng, tượng Phật bị vỡ, các cây cổ thụ bật gốc nằm ngổn ngang. Những ngày qua, chư ni cùng quý Phật tử cùng nhau chung tay dọn dẹp, mong sao khuôn viên tự viện sớm khang trang như xưa. Hiện nay là toàn bộ nhân dân Kim Sơn chúng tôi đang đồng hành cùng với nhà chùa để dọn dẹp trong mấy ngày hôm nay khắc phục khó khăn, nhưng mà hiện nay cũng còn rất là nhiều việc ngổn ngang, thậm chí là tép nước rồi các thứ, nhà chùa hiện nay nước không có toàn diện là bị thiếu thốn. Thế cho nên là chúng tôi cũng rất là mong các cấp chính quyền cũng như là các Phật tử hảo tâm sẽ phát tâm giúp đỡ cùng với nhà chùa chúng tôi để khắc phục được cái cơn bão này. Tường thì đổ mà cổng thì bay, mà nhà tất cả nhà của Phật tử sinh hoạt các thứ này cũng bay đốc hết. Thế còn đường điện là cũng bị hỏng hết. Tôi là Phật tử của chùa Kim Quang, của dân làng cùng chúng tay để ra để ủng hộ giúp đỡ thầy để mà lo coi cho ngôi chùa được như cũ. Không phân biệt việc chung hay việc riêng, tất cả đồng lòng nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão là tinh thần chung đang lan tỏa khắp tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt, rạng sáng ngày 8 tháng 9, khi nước lớn sau bão kết hợp với thủy triều khiến hơn 100 mét đê tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí bị vỡ, gây ảnh hưởng đến 167 hộ dân, thì Trung đoàn 244, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã cùng lực lượng Cảnh sát Cơ động Đông Bắc, dân quân và người dân nhanh chóng tập kết bao cát, gia cố tuyến đê, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Quá trình ứng cứu thì cũng gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất là do cơn bão ảnh hưởng rất là lớn, nên là cái hệ thống thông tin là đã mất liên lạc. Thế và các cái hệ thống hạ tầng như cột điện và cây xăng thì đã ảnh hưởng đến các cái tuyến giao thông. Nên cái việc ứng cứu cho các cái địa bàn trọng điểm là rất là khó khăn. Tuy nhiên đến thời điểm này trên địa bàn là cũng cơ bản là đã dần khắc phục các cái ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 3 gây ra. Nhận cái lệnh của chúng đạo thành phố thì chúng tôi cũng đang huy động ra quân thực hiện nhiệm vụ khắc phục sau bão, và chúng tôi chia hai lực lượng, một lực lượng thì ở thành phố để khắc phục cái cây đổ và những cái
vật dụng mà rớt dọc đường để khắc phục để thông xe trên địa bàn. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng 20 cán bộ chiến sĩ ở đây để giúp bà con khắc phục đê điều. Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão, chiều qua ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Quảng Ninh thăm hỏi người dân về thiệt hại và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ dọn dẹp. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu hiện nay cần tập trung cho công tác tìm kiếm, cứu hộ, quan tâm đến các gia đình nạn nhân. Trước đó, sáng cùng ngày, tại hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trực tuyến, Thủ tướng đã chỉ đạo trước mắt hỗ trợ khoảng 100 tỷ đồng cho mỗi địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng để khắc phục hậu quả bão và với tinh thần lá lành đùm lá rách, cùng nhau vượt khó khăn. Quý lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh mong muốn được nhường hỗ trợ này cho các địa phương khu vực miền núi phía Bắc đang gặp khó khăn do mưa lũ và sạt lở. Tỉnh Quảng Ninh sẽ cố gắng tự cân đối từ các nguồn lực dự trữ, dự phòng theo quy định chung.